trường thẩm mỹ Cedarback Beauty Academy trên vùng South Orange County, chuyên dạy tóc, facial, nail barber, professional makeup, nối lông mi. Thầy cô kinh nghiệm và trường có cộng tác với những công ty lớn như Paul Mitchell, Poise Professional Makeup, Dermalogica, v.v. Sau khi tốt nghiệp bằng tóc, học sinh sẽ nhận được 43 unit tương đương với các unit của các trường đại học. Mọi chi tiết xin lạc ý nhi 714-981-6555, 714-981-6555. Quý vị đang theo dõi chương trình của Ý Nhi. Hôm nay đang trò chuyện với hai người anh rất dễ thương, đó là nam ca nhạc sĩ Trung Hanh và cũng như nam ca sĩ Anh Dũng. Hai người này, thì anh nói tiếp về cái sự gặp gỡ cũng như là cái duyên tình à. Em có biết là từ hồi anh theo thầy cũng khoảng 2 năm trở lại, anh biết được một điều rất là hay là em có biết lúc nào cái duyên cũng chung quanh mình không? Anh nói tới thầy thì anh có thể làm ơn anh cho khán giả biết là tên thầy là ai? Tên thầy? Dạ. Tên thầy thì hơi khó nhớ và khó đọc đó. À, cũng phải nhưng đọc mà hay chứ? Anh sẽ đọc cái tiếng Việt trước, tại vì dạ, tất cả cộng đồng người Việt đều biết thầy qua cái chữ Chu Lợi Bàn Đà Già. Đó là cái tên dịch từ tên Chu Đại. Chu Lợi Bàn Đà Già. Bàn Đà Già. Chu Lợi Bàn Đà Già. Nhưng mà tên thiệt của thầy là Toku Nathan Rinpoche. Rinpoche tức là những người tái sanh. Wow. Yeah, thầy là người tái sanh 9 lần rồi. Vậy thì hồi nãy anh cũng muốn nói là cái cơ duyên của anh biết tới anh Dũng là từ trong cái radio. Uh-huh. Thì đó anh ấy quen biết với nhau. Thì cái sự quen biết đó thì khán giả cũng không cần biết. Thì từ cũng đi show này, show kia thì cũng gặp gỡ với nhau. Nhưng mà đối với em bây giờ anh nói tới, anh giới thiệu tới thầy, thì cơ duyên nào anh và cũng như anh Dũng lại ngồi ở đây và cũng như lại biết tới thầy và đến gần với thầy để mà lại đi theo thầy như vậy? Như anh nói đó là anh biết Dũng qua cái lỗ tai. Dạ. Trong bề mắt. Dạ. Lỗ tai tức là anh nghe cái giọng đó. Dạ. Everyday. Rồi thì rất lâu em, lâu lắm là bắt đầu Dũng làm radio mấy là năm nào? 80, 90 mấy. Nhưng mà chỗ này cho em nói nè, chỗ này cho em nói chút. Tức là anh với anh Trung Hành biết nhau lâu rồi, tức là sinh hoạt. Thì anh biết, dĩ nhiên anh biết ảnh trước, ảnh từ trước 75 đúng không? Anh lớn tuổi hơn. Thế là mình biết rồi. Thì xong rồi cách đây 2 năm, một ngày đó thì anh em cũng có liên lạc với nhau thỉnh thoảng ở trên Facebook. Thì anh mới text lại, anh mới nói là Dũng ơi, cho có cái chương trình này là của thầy từ Tây Tạng, thầy tái sanh từ thứ 9 đại khái như vậy. Anh nói sơ qua là anh có một cái chương trình làm ở Sài Gòn Performing Arts, là cái chương trình vào năm ngoái đó. Anh nói là em có muốn tham dự vào chương trình này để giúp cho anh một bàn tay để mà giúp cho thầy không? Anh nói dạ thưa anh, tại vì trước giờ nó nói cho đúng ra anh đi làm, anh là đạo chúa, nhưng mà anh cũng có thường, cũng có hát nhạc Phật, cũng có sinh hoạt với những cái nhóm thiền, hội thiền Vô Vi trước đây. Mà nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ cũng như những sư Lưu Hồng cũng đã đóng góp rất là nhiều cho hội thiền Vô Vi. Thành ra đối với anh đó, tất cả những cái điều gì mà liên quan đến tôn giáo hoặc là những cái điều gì mình có thể làm được trong cái khả năng, trong phạm vi của mình thì anh làm ngay. Thì khi mình nhận được lời của anh Trung Hành, anh vui mừng quá, anh nói dạ anh cho em một cơ hội. Thì ngay sau đó thì từ năm ngoái rồi năm nay nữa cái chương trình này được trở lại một lần nữa. Thì lại có cái duyên cũng như là cái duyên mà anh thấy anh Trung Hành hay nè. Một người nhạc sĩ, một người ca sĩ chuyên tổ chức những show nhạc trẻ, những show nhạc Pháp, mà lại bỗng nhiên một ngày lại hướng tâm về cái vấn đề tâm linh như vậy, thì đó là một cái điều rất là đáng quý. Đúng rồi. Và là vì từ trước này, khi mà anh Trung Hành chưa có tham gia vào thì chắc có lẽ là ít người để ý đến thầy, những cái sinh hoạt của thầy. Nhưng từ khi có những cái chương trình văn nghệ mà anh Trung Hành đã thực hiện đó, thì có lẽ như người Việt mình để ý và biết đến thầy nhiều hơn một chút. Dạ. Tuy trước đó thầy đã đi giảng Pháp rất là nhiều ở nhiều nơi. Vậy anh có thể cho em biết là cái cơ duyên của anh gặp thầy ạ? Cho anh nói cái cơ duyên gặp Dũng lại một chút. Tại vì đó là một cái duyên lớn. Anh là con sâu của Facebook mà. Em biết á, cái giấc ngủ anh lúc sau này nó ngộ lắm. Tới 2 giờ sáng là anh thức dậy. Và cái giờ đó là giờ làm việc của anh. Cho tới 4 giờ sáng. Chỉ có làm việc với Facebook thôi. Không ai làm việc với Facebook bằng anh hết, mà anh phải cảm ơn Facebook rất nhiều. Nhờ cái đó mà anh tìm ra được rất là nhiều thứ tổng mà trên đời này trên đời này anh cần. Thì cái hôm mà lần đầu tiên anh có cái duyên anh gặp thầy đó, thì được giao cho cái nhiệm vụ là
Tại vì cái người bạn mà của anh mà gọi anh đó là biết anh là ca nhạc sĩ. Thành ra họ cũng nhìn thấy được là nếu mà mời một người ca nhạc sĩ có chút xíu tên tuổi thì sẽ có người ta đến để thứ nhất là nghe mình rồi nghe, hoặc là gặp thầy hoặc là nghe mình. Thì anh nghĩ đó cũng là cái duyên. Thì anh nhận lời. Anh nhận lời xong nhưng mà trong thâm tâm anh suy nghĩ thì bây giờ người nào anh ít theo dõi, giống như Dũng nói, anh ít theo dõi về Phật Pháp và những cái chương trình mà hát văn nghệ cho chùa lắm. Không phải là anh vô tư nhưng mà tại vì anh có cái cuộc sống của anh, mỗi người có cuộc sống. Thì anh mới nằm anh bắt đầu anh vô Facebook lại, lần đầu tiên vô thì anh nhìn thấy Trọng Nghĩa ra rất nhiều CD Phật. Anh nói đây là cái người có duyên với thầy đây. Rồi anh thấy anh Dũng là cũng hay đi hát mấy chương trình của nhà thờ. Thì anh đã biết từ xưa rồi, thành ra anh mới tìm cái tên anh Dũng, anh vô. Thì đúng như vậy, thì anh mới giống như Dũng kể đó, anh mới inbox cái hình của thầy xong, cái anh mới mời Dũng. Thì Dũng nhận lời một cách rất là sẵn sàng. Thành ra anh rất là cảm kích. Đó. Rồi tới Trọng Nghĩa cũng em sẵn sàng. Rồi anh thấy Hương Thơ cũng thấy hay đi hát nhà thờ với chùa lắm. Anh cũng mời, cũng một tiếng một. Không có đòi hỏi gì hết. Rồi Đài Trang thì em khỏi nói rồi. Đài Trang là lần thứ hai đó. Cô đó rất cung kính với Phật. Cô thương lắm. Và cô vừa rồi cái chuyến đi Việt Nam á, cô giúp cho cô Nhi không biết là bao nhiêu. Năm ngoái mình có Như Quỳnh nữa. Có Như Quỳnh. Chị Minh Xuân. Như Quỳnh năm ngoái rất là dễ thương. Đối với anh thì... Nhưng mà anh là đạo Phật phải không ạ? Anh ba má anh đạo Phật. Anh không, thì từ nào giờ anh không có đi theo đạo thì coi như là một cái cơ duyên mà anh lại biết gặp tới thầy. Thì đối với thầy thì anh đã gặp được lần mấy lần rồi? Cho tới bây giờ là lần thứ ba. Lần thứ ba. Cái, anh trở lại cái lần thứ nhất tí xíu nha. Đó thì người bạn của anh giới thiệu cho anh với thầy á, mà anh không hiểu sao anh nôn nao. Tại vì hồi xưa tới giờ đó anh lúc nào cái cuộc sống anh biết anh thức về đêm nhiều, mà càng đêm khuya đó em càng suy nghĩ nhiều nhiều cái chuyện lạ lắm. Thì anh cứ hứa với đời anh là anh nói nếu anh may mắn gặp một vị thánh, anh sẽ bỏ hết để anh đi theo. Đó là Chúa Giê-xu hay là Phật, bất cứ vị thánh nào. Thì anh đã gặp thầy trước. Với chỉ có một cái nắm tay thôi, anh sẽ gửi cái hình đó cho em. Em có thấy trên Facebook. Rồi. Dạ, em có thấy trên Facebook. Nhưng mà bây giờ, tại vì cái chương trình chúng ta không có nhiều để mà có thể nói hết những tất cả những cái tâm trạng của anh. Nhưng mà bây giờ anh có thể chia sẻ đến khán giả, đối với Phật, có nhiều, để nói tới Phật, thật sự ra đó chúng ta có người đạo Phật, họ ăn chay, có người không ăn chay, có người tu tâm, rất là nhiều. Từ bây giờ anh cũng đã vào, anh cũng sống bây giờ với Phật cũng khá lâu, thì bây giờ anh có thể giải thích đối với anh những cái kỷ niệm và những cái gì của anh mà anh đã cảm thấy lúc mà anh đã đến với thầy và lúc mà anh đã coi như chưa đến với thầy và đã đến với thầy rồi, thì anh thấy nó cái sự khác biệt và cũng như anh thấy có những cái gì thay đổi trong cuộc sống của anh hay không? Thứ nhất là cái tâm của anh. Dạ. Thì hồi nào tới giờ anh theo như anh biết thì muốn tu cũng phải có cái tâm mới tu được. Bắt buộc. Ngay đến ở nhà em có ăn chay, em ăn chay trường ở nhà rồi nói là tu tại gia, cái cần nhất vẫn là cái tâm. Nếu mà em không có đó thì em có làm cái đó nó cũng chỉ là giống một cái hình thức thôi. Thì cái nội dung lúc nào cũng quan trọng. Thì anh đến với thầy là bằng cái tâm. Do đó thầy lúc nào gặp anh từ ngay ngày đầu tiên cho tới bây giờ thầy vẫn kêu anh là good heart. Dịch ra tiếng Việt là tâm tốt. Đó. Thì đó là thầy nhận thấy của anh. Mà thật tình anh đến với thầy giống như là anh open heart. Nghĩa là trái tim anh mở ra hết. Thầy nhìn thấy cái đó. Anh có thể nói thêm, thì đối với em cũng như là a young generation thì có thể nói rằng là open heart đến với cái tâm. Cái tâm nó có nhiều cái tâm lắm anh có thể nói thêm là cái tâm đối với anh thì nó như thế nào? Anh có thể nói thêm chẳng hạn như là anh sẽ bỏ hết bực tất cả, anh chỉ đi theo thầy, hay là nó như thế nào mới gọi là cái tâm? Anh có thể giải thích thêm. Tâm thì đúng cái nghĩa của nó là tâm từ bi với tâm Phật. Đó là hai cái, đó là mình. Nhưng mà mình là con người thường em. Mình chỉ đến một cái lúc nào mình nhận thấy. Thí dụ như một lúc nào đó em sẽ nhìn thấy con kiến. Nó cắn em, nhưng mà em không giết nó. Em phủi nó đi. Thì lúc đó là tâm Phật rồi đó. Phát khởi đó. Phát khởi đó, phát khởi. Phát khởi tâm Phật. Rồi anh nói là anh open.
Vậy là anh có mỗi ngày có đọc kinh hay không? Hay là anh chỉ anh chỉ làm những cái việc thiện? Nếu một người mà biết về đạo Phật á, thì anh biết câu đầu tiên là họ biết là Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Hoặc là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Dạ. Thì ở bên Tây Tạng là cái câu đầu tiên anh biết cũng là Om Mani Padme Hum. Là cái câu này em nói đó. Đó, thì cái câu đó là câu chánh của... Dịch tiếng Việt là gì? Anh nói lại cho em nghe. Dịch, nói tiếng Việt. Dạ, cái câu đó đó. Om Mani Padme Hum. Là ý nghĩa. Là cái ý nghĩa đó. Đó là cái ý nghĩa đó, là cũng câu giống như là câu A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, tức là mình tiếng Việt. Còn cái tiếng Tây Tạng gọi là Om Mani Padme Hum. Để em vào quảng cáo sau phần. Em biết không, những cái lúc mà có thể là em feel được là có cái sự nguy hiểm đến, hay là em có thể em nằm mơ sau một giấc mơ rất là kinh hoàng. Em thức dậy, em niệm ba câu, em sẽ ngủ lại ngon lành. Om Mani Padme Hum. Đó, em nhớ rồi đó. Để cho, nhưng mà có một điều nha. Chưa còn nói nữa. Không được dùng cái đó để mua vé số nha. Tôi dùng mega. Không, thì bây giờ mình vào quảng cáo thì mình như là, đúng không? Om Mani Padme Hum.